Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 20/2023 QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp và trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thí điểm phân cấp quy hoạch. Theo đó, thí điểm phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, sau đây gọi là điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội đồng tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập hội đồng tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù khi tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thí điểm phân cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy định tại điểm B khoản 2 điều 6 nghị quyết số 98/2023 QS15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Các nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tính chất chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu chức năng, của đô thị, tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan. Lấy ý kiến và đóng góp. Bên cạnh đó, quyết định cũng quy định lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Cụ thể, lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Nếu cần thiết.